Tôi mong muốn nâng tầm quan hệ song phương Việt Nam Sri Lanka lên một tầm cao mới trong những năm tiếp theo. À, vâng, đó là chia sẻ của đại sứ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka tại Việt Nam Prasanna Gamage trong buổi lễ kỷ niệm 72 năm ngày quốc khánh Sri Lanka diễn ra mới đây tại thủ đô Hà Nội. Đại sứ Prasanna Gagmas nhấn mạnh, năm 2020, hai nước sẽ kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, mối liên kết chung giữa hai nước đã có từ nhiều thế kỷ trước. Sri Lanka và Việt Nam có quan hệ lịch sử nồng ấm và thân thiện lâu đời. Kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1970 đến nay, Việt Nam Sri Lanka đã có 32 thỏa thuận và biên bản ghi nhớ được ký kết nhằm đảm bảo hợp tác song phương hiệu quả công tác trao đổi đoàn các cấp liên tục được tổ chức hợp tác trên các mảng như nông nghiệp giáo dục quốc phòng thương mại và du lịch tăng cường phát triển không ngừng tuy vẫn còn khiêm tốn tại buổi lễ đại sứ prasanna gakmas đã gửi lời cảm ơn chân thành đến chính phủ và người dân việt nam vì sự thân thiện và hỗ trợ dành cho cộng đồng người dân sri lanka tại việt nam nói riêng cũng như người dân và đất nước sri lanka nói chung